Để có làn da đẹp, đầy sức sống, chỉ chăm sóc da từ bên ngoài thôi chưa đủ. Bạn nên kết hợp vừa chăm sóc da từ bên ngoài và bên trong. Hãy cùng Ngân khám phá bộ giải pháp dinh dưỡng giúp trẻ hóa làn da từ bên trong. Đây là bộ giải pháp chăm sóc làn da từ bên trong. Và sau 8 tháng Ngân dùng, uống liên tục một ngày 3 gói sáng, trưa và tối, giờ da của Ngân không cần tắm trắng nữa nha. Mà da cứ lên tông sáng, mịn, căng bóng. Lại còn giảm rụng tóc nữa nè, móng tay chắc khỏe, mà hệ tiêu hóa, tim mạch cải thiện rất là nhiều luôn á. Thành phần sản phẩm từ thiên nhiên 100%, collagen oligopeptide từ dầu cá biển nè, peptide từ đậu nành và bột chiết xuất hoa cúc la mã cùng nhiều dưỡng chất khác giúp hấp thu nhanh chóng. Protein chứa chính axit amin hoàn chỉnh giúp trẻ hóa làn da, giúp cho tóc, móng và làn da của bạn chắc khỏe và đồng thời giúp mau lành vết thương, giúp tái tạo lại tế bào mới. Một hộp vitamin E selenium hỗ trợ chống oxy hóa và bảo vệ tim mạch. Một viên này cung cấp 400 IU vitamin E, 10 microgram nấm men, selenium 50 microgram bột đông khô rong ngò tây. Nutrilite BOC Plus giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ chống oxy hóa và giúp hạn chế lão hóa da. Các bạn hãy sở hữu ngay bộ giải pháp chống lão hóa từ bên trong này ngay nhé.